Ngô Thanh Vân được huy chương cưng như bà hoàng, có chồng nấu ăn, rửa chén 3 bữa mỗi ngày. Chị Đại cứng rắn giờ đã hóa em bé. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Ngô Thanh Vân còn được ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn bên tỉnh trẻ Huy Trần. Dù không hay phô trương hay khoe mẽ tình cảm, nhưng qua những lần hiếm hoi tiết lộ về cuộc sống vợ chồng, dân tỉnh có thể thấy Huy Trần chiều chuộng Ngô Thanh Vân chẳng khác gì bà hoàng. Huy Trần luôn là đầu bếp chính trong gia đình. Không phải là cung phụng bằng những món đồ xa xỉ, đắt tiền, Huy Trần thể hiện tình cảm với vợ yêu bằng những hành động quan tâm, chăm sóc. Được biết, nam CEO luôn dành những ngày cuối tuần cho vợ. Khi ấy, anh sẽ đứng bếp nấu ăn hay chở bà xã đi dạo chơi phố phường bằng xe máy, khám phá những workshop nghệ thuật. Vì vốn có sở trường nấu nướng nên Huy Trần cũng là đầu bếp chính trong gia đình. Nắm bắt được sở thích ăn uống của Ngô Thanh Vân, anh luôn chuẩn bị những món ăn phù hợp để cô được ăn thỏa thích mà không lo ngại về vấn đề cân nặng. Nói về lý do chịu khó nấu nướng như vậy, Huy Trần khiến bao người phải tan chảy khi cho biết đó là vì tình yêu đi qua dạ dày. Nhưng đâu chỉ giữ vai trò đầu bếp chính, Huy Trần còn là người rửa dọn chén đũa sau bữa ăn. Quan trọng là Huy Trần rất vui khi được làm việc nhà. Anh còn từng viết trên trang cá nhân rằng rửa bát vui vẻ mà. Nhờ được chồng chăm theo thực đơn riêng, lại còn làm hết việc nhà, mà Ngô Thanh Vân vẫn luôn giữ được vóc dáng thon thả, xịn sò. Nữ diễn viên lúc nào cũng trông tràn đầy năng lượng và trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Người chồng khiến nàng đã nữ từ bỏ hình tượng. Trên phim trường, Ngô Thanh Vân luôn được biết đến với hình tượng chị Đại lạnh lùng. Cả những vai diễn của cô cũng là những vai hành động, khó đoán và siêu mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi trở về nhà cùng chồng yêu, nàng đã nữ lại từ bỏ hình tượng ngầu loài đấy. Qua các video đời thực, người hâm mộ không khỏi thích thú khi thấy hình ảnh nhẹ nhàng của Ngô Thanh Vân. Cô nàng nói chuyện với chồng ngọt sớt, thậm chí còn luôn thưa dạ, đáp vâng ông xã kém tuổi. Trong một lần trò chuyện với truyền thông, Ngô Thanh Vân cho biết cô và Huy Trần hoàn toàn không có ranh giới tuổi tác, bởi người bạn đời của cô tuy nhỏ tuổi nhưng có suy nghĩ cực trưởng thành. Người đẹp cho biết, trong công việc tôi là người nghiêm túc, là nhà sản xuất, đạo diễn thì phải đưa ra những quyết định quan trọng nên tôi rất cứng rắn. Còn quay trở lại cuộc sống gia đình, tôi vẫn là phụ nữ bình thường như mọi người. Người đàn bà thép cũng cần tìm một người đàn ông để chịu đựng được mình. Huy là người mà mỗi tối đến, đều mang cơm đến phim trường. Anh ấy cứ ngồi kế bên chờ, để khi nào tôi có thời gian thì sẽ xoay qua ăn những món ăn đó. Tôi là người không biết chăm lo cho bản thân trong lúc làm việc đâu, có thể vì chăm chú làm phim mà cả ngày tôi quên ăn. Ngô Thanh Vân còn thú nhận rằng trong suốt 20 năm qua, cô đã làm việc như một con thêu thân, đến mức bỏ bê sức khỏe. Tuy nhiên đến khi gặp Huy Trần, cô đã bắt đầu thay đổi. Những chia sẻ của Ngô Thanh Vân khiến người hâm mộ vừa ghen tị vừa phải xúc động. Ở bên một người đàn ông ân cần, ấm áp như thế, bảo sao nàng đã nữ của chúng ta không dịu dàng cho được chứ? Nói về việc phân chia kèo trên kèo dưới trong nhà, nữ diễn viên Hai Phượng cho biết cô vốn không đặt nặng chuyện này, bởi lẽ cả hai vợ chồng Ngô Thanh Vân đều sống tích cực và có trách nhiệm với nhau. Hơn nữa họ cũng rạch ròi trong chuyện thu nhập, tiền chi tiêu sẽ dùng quỹ chung và không ai phải phụ thuộc vào ai. Có thể thấy, dù lấy chồng kém tuổi, Ngô Thanh Vân vẫn được Huy Trần cưng chiều như em bé. Thế mới nói, phụ nữ không phải là chỉ đẹp khi không thuộc về ai. Nếu gặp đúng người, tình yêu hoàn toàn có thể giúp bạn ngày càng thăng hoa hơn.